thưa ngài xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Lìa bốn niệm trụ có phép nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp không thiện hiện. Thưa ngài xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Lìa bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao chân như của bốn niệm trụ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao chân như của bốn chánh đoạn cho đến chân như của tám chi thánh đạo đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của bốn niệm trụ, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột, bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Lìa chân như của bốn tránh đoạn cho đến chân như của tám chi thánh đạo, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài xá lợi tử, theo ý Ngài thì sao? Thánh đế khổ, đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài xá lợi tử, theo ý Ngài thì sao? Thánh đế tập diệt đạo, đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao lìa thánh đế khổ có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng xá lợi lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao Địa thánh đế tập diệt đạo có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao trơn như của thánh đế khổ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao chân như của thánh đế tập diệt đạo đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao lìa chân như của thánh đế khổ có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao đìa chân như của thánh đế tập diệt đạo có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện